Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa quý vị và các bạn, clip tuần trước chúng tôi phát live stream trực tiếp là chúng tôi có mua về được một chiếc xe Honda Civic 2007 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu ạ. Hôm đấy thì chúng tôi vừa mới mua về, chúng tôi phát live stream trực tiếp để cho quý vị và các bạn cùng xem, để quý vị và các bạn thấy chất lượng thực tế mà chiếc xe chúng tôi vừa mới mua về, chưa có sơn chi dọn dẹp make up, chưa có spa một tí nào cả. Thì tôi quay trực tiếp và tôi có nói với quý vị và các bạn để tôi sẽ dọn dẹp xong, tôi sẽ làm lại video cho quý vị và các bạn xem, để quý vị và các bạn thấy được trước và sau khi dọn dẹp thì nó khác nhau như thế nào. Nhưng thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm qua chúng tôi đã dọn dẹp xong chiếc xe này, nhưng mà cả ngày hôm qua đến ngày hôm nay thời tiết đều rất là mưa do ảnh hưởng của bão, cho nên chúng tôi chưa đem ra làm video trực tiếp được. Thì hôm nay thì tôi sẽ để ở trong nhà và tôi quay trực tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi để ở trong nhà và tôi quay lại video cho quý vị và các bạn cùng xem đây. Thì trong nhà thì nó hơi tối một chút, quý vị và các bạn cố gắng thông cảm vì là thời tiết nó mưa, chưa làm được video cho quý vị và các bạn cùng xem. Tôi quay trực tiếp đây, quý vị và các bạn xem là nó đẹp như thế nào ạ. Sau khi chúng tôi đã dọn dẹp đây ạ, đây là cái phần nội thất của xe sau khi đã dọn dẹp đây ạ. Rất là đẹp ạ, mặc dù là trời nó hơi tối một chút và quay trong nhà và trời mưa cho nên chưa đem ra ngoài làm video được, thì quý vị các bạn thông cảm nhé. Đây, tất cả chúng tôi đã dọn dẹp lên, nó rất là đẹp đấy ạ, khác nhiều so với cái bản mà live stream hôm trước ạ. Tôi phát live stream trực tiếp, còn hôm nay thì tôi đã dọn dẹp rồi đây. Hôm trước là phát live stream là chưa dọn dẹp ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, nội thất này, táp bì cửa này mới tinh như thế này đấy ạ. Chắc chắn là ngay ngày buổi chiều hôm nay hoặc ngày mai mà thời tiết nó hết mưa, tôi sẽ đem ra ngoài trời, tôi sẽ quay đẹp đẽ lại cho quý vị và các bạn cùng xem. Thời tiết mà nó đẹp lên thì quay lên nó đẹp lên rất là nhiều đấy ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên rồi, cho nên là chiếc xe nó khá hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều so với cái lúc mà chúng tôi mua về. Đây, thưa với quý vị và các bạn, rất là đẹp đẽ và sạch sẽ. 2007 đấy quý vị và các bạn, mà rất là đẹp vì nó tên tư nhân, một chủ từ đầu, đi rất là dễ dịt. Và đây là cái phần động cơ của chiếc xe mà chúng tôi đã dọn dẹp lên hôm trước, nó chỉ có bẩn thôi. Còn bây giờ chúng tôi đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ rồi ạ. Đây quý vị và các bạn, động cơ sau 13 năm sử dụng với 12 vạn km mà nó còn mới như này đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản, tất cả các ốc máy này còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản, không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới đấy ạ. Nhiều người có thể không tin được sao chiếc xe 2007 sau 13 năm sử dụng mà nó còn đẹp như thế vậy ạ. Vâng, thưa với quý vị và bạn, nó tùy thôi ạ. Chiếc xe này một chủ từ đầu và người ta đi cực kỳ ít và giữ gìn nên nó mới được đẹp và mới như thế này ạ. Làm lại nó không được mới được đâu, thưa với quý vị và bạn, làm lại nó không mới đều như thế này đâu. Chúng tôi dọn dẹp đi thôi mà nó đẹp như thế này đấy ạ. Dọn dẹp đi, nó đẹp như thế này đấy ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn mới ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 260 triệu đồng, 258 triệu đồng ạ. 260 là chúng tôi rao bán, còn chúng tôi bớt 2 triệu là giá bán là 258 triệu đồng ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Quý vị và các bạn nếu xem video live stream trực tiếp và bây giờ xem về cái hình ảnh sau khi chúng tôi đã dọn thì quý vị và bạn thấy nó khác hơn rất là nhiều ạ. Mặc dù chúng tôi chỉ có dọn dẹp thôi chứ không có mông má hay là không có làm bất cứ một cái việc gì cả. Đây, chúng tôi có dọn dẹp đi lên. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết luôn với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết luôn đấy ạ.
Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là chào bán là 260 triệu đồng và bớt lọc 2 triệu bán chính xác là 258 triệu đồng cho quý vị và các bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn nhiệt tình đến cửa hàng chúng tôi xem xe thì chúng tôi có thể xem xét bớt thêm một chút lọc nữa cho quý vị và các bạn cho nó vui vẻ cho cả hai bên ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Máy móc quá mới ạ. Xe này chạy cực ít cho nên là cái phần máy móc của nó rất là sáng. Nếu như chạy nhiều mà chạy ở cái đoạn đường dài hay chạy đường dài thì máy nó sẽ xỉn đi rất là nhiều ạ. Chứ nó không còn được sáng như thế này đâu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.